Rồi ok, chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. Thì bữa nay mình sẽ chơi bộ hỗn hợp đi, chứ mình không chơi thuần một bộ nào nữa hết. Tại bên này nó có khá nhiều con hay mà mình thích dùng mà nó lại không nằm cùng một bộ các bạn. Rồi. Rồi ok, mà đứt ảnh úp xuống hơi bị nhiều đấy. Trời, úp lắm vậy anh. Vậy sao mình dám công? Mượn con này của ảnh mà mình bắn thì thế mình cũng lỗ chứ không phải đùa đâu. Rồi mượn thử đi, coi phản ứng của ảnh ra sao. Biết ngay. À rồi ok, nhưng mà cái lá này thì sẽ không giữ được lâu. Rồi nếu mà ảnh, mình dùng cái này cũng mình khống chế ảnh các bạn. Tại vì nếu như mà ảnh bỏ lá này đi thì mình sẽ bắt được. Còn nếu mà ảnh giữ ảnh mất máu thôi. Rồi dở lên chơi chơi để coi mình phá được lá gì nào. Ồ, phá được cái mặt nạ hay quá, phá được cái bánh xe ok luôn, tuyệt vời. Mà ông mặt trời, ồ ra được con kiến luôn hả. Có gì đâu chửi em xin nhẹ 5 lá thôi mà. Rồi bút vô. Rồi con kiến này bắn trước để ảnh khỏi rút bài thôi. À rồi không sao, mình với ảnh có người lỗ 1 lá gì đâu. Tưởng gì, ảnh lỗ lá hồi sinh, mình lỗ con này vậy mình lời. Rồi bắn. Bên của Joey là con này 2003 thủ bằng không, còn con này là thủ công 2002 thủ 1500. Tính ra con này lợi hơn. Tại nhất là nó có tỷ lệ sống sót cao. Tại ra 1500 thì cũng không chịu được lâu đâu, nhưng mà ít nhất là có khả năng chống chịu. Còn ví dụ như kia là không có khả năng chống chịu luôn. Mình thì chả ưa con này, mặc dù chơi bộ thủy dùng nó thì cũng được. Nhưng mà mình chả có ý gì để mà phải thí ngàn máu của mình cả. Mình ghét cái kiểu thí ma máu của đó lắm. Take this. Cái gì đây? À, chỉ công chỉ thuật à. Này. Rồi ok, vậy mình thủ. Úp xuống. Rồi ok, hai đứa đều không đánh được. Rồi ngon đánh. Rồi ok, ảnh xin lý máu thôi các bạn. Rồi cũng đứng ngó thôi, thật ra là không nhà không nhanh chân là anh, mình ảnh gọi thằng ra đó là mình mệt đấy. Rồi đâu. Rồi xong, úp con này xuống thủ để coi ảnh dở trò gì. Rồi gọi thằng ra ra đi, em cũng đang muốn anh gọi thằng ra ra đây. Rồi cộng ngàn máu cũng được, không sao. Nhìn chung cái lá này á, là để khi nào các bạn cần xung quanh hai con á, dùng nó cũng lợi. Rồi bắn đi ông anh. Rồi em xin phép phản đam. 2000 máu. Rồi ok, con này nó bắn bay qua đầu rồi, mình chỉ mất máu thôi. No. Được sao mà ra được con Summon thì ngon. Được á, à, ra con này cũng được, cho nó bay hết. Ha ha. Rồi, dỡ con này lên. Rồi, cộng vô. Thế này nó búp sát thương lên là khóc luôn ấy. Cộng vô. Rồi ok, bữa nay cho con quỷ ba mắt này là tha hồ mà tung đam các bạn.
Bình thường là dùng nó toàn để thí để gọi con khác ra không, hoặc là khi nào mà đánh bị khóa 4 sao thì mới dùng tới nó. Còn bữa nay là cho nó đánh một trận sạch không kinh ngạc luôn, đánh 2 trận tan tác chuyên môn, đánh 3 trận tan tác quân thù. đánh 3 trận sạch máu quân thù kia lộn. Rồi, ok. Trận thứ nhất đã thắng. Trận thứ hai chơi tiếp nào. Lần này mình dịch bài của ảnh, anh cũng tội anh chứ đùa đâu. Ảnh chơi mình thì hóa ra là cũng tự hại ảnh. Chưa gì đã có nhập ma tâm pháp rồi. Rồi, ok. Rồi, bộ bài này ảnh nhiều lá úp xuống nên nguy hiểm lắm nha. Rồi, lại lá này thôi kệ ra. Mình không thường, mình không thích phá lá này, cho anh rút đi. Dạ, nhiều thế. Phá. Ồ, phá được Mydophor à, thấy ngon rồi. Rồi, thêm lá này nữa, ok, đúng lúc mình cần. Phá. À, rồi ok, ảnh chơi được lá này của mình cũng chả sao. Rồi, xin nhẹ của anh 5 lá. Rồi, lấy được mấy lá này là thấy mình ngon rồi. Đâu, đâu, đâu. Mình chưa có ý định kích thì kêu con này lên các bạn. Con này kích thì kêu nó lên, nó ngang thằng, nó bằng thằng ra luôn á. Anh này thường anh không có thói quen giữ cái lá này. Rồi lần này anh quyết định giữ á, vậy là cái anh này là quyết định tùy lúc các bạn, nó không giống như là Joe hay là Kai Ba. Rồi ok, quê. Tại cái lá này của mình đang bị vô hiện hóa nè. Rồi ok, hay đấy không anh. Anh giật được của mình một lá mà một lá khá là xịn đấy. Giờ hai lá này chỉ có úp xuống thôi chứ cầm tay cũng nguy hiểm. Giờ mà tung đồng xu thì thấy cũng dở. Mà giờ không tung thì không đánh được. Tung đi. Con này thì xài được nhiều lần các bạn. Tung hụt thôi. Mình đang được bảo vệ mà đâu có sợ. Tại lượt sau rồi nè. Bấm qua lượt nó đầy lại rồi. Rồi cho ảnh tưởng cấu mau ảnh đi đang về mà đâu ảnh đâu đánh được mình. Rồi ok, mình mất cái lá này. Ok, ông anh đánh kinh đấy. Mày dạy có con 2001 nè. Tung lại coi. Lại hụt. Lấy con này bắn thử. À, anh có cho anh. Ây da, mất con sói của mình rồi, dở quá. Rồi, cũng may mình úp hết xuống rồi chứ không thôi mất rồi không. Để coi lượt sau anh còn giữ không. Trận này anh Maric quýnh khá là hay đây. Rồi, giữ tiếp. Ây da. Giờ mình cũng không dùng lá này được, cái lá khóa phép này hay quá. Để coi. Trời, xui vậy. Bởi mình nói là mình không có thích xài mấy cái lá may mắn là tại như vậy á các bạn. Nhưng mà chẳng qua là trong đám 4 sao con này 2000 nó khá ngon. Rồi thiết thủ giáp đây. Rồi lần này mà mặt kia nữa thì buồn lắm đấy. Bữa nay game tính là mình buồn thật các bạn. Rồi để coi. No 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 no. Rồi tiếp tục trừ ma. Hồi sinh. À rồi con này để cộng máu thôi. Thủ luôn. Mình mà ra được cái bình là ảnh mệt. Con này á cũng được. Mà con này lại cho ảnh rút bài mới buồn chứ. Rồi không cho anh cộng máu. Đắp vô. Bắn. Để
để con này bắn nó thì giờ mình để coi cho anh rút hai lá đi. Rồi để coi anh còn dám giữ không. À con này nó bố láo lắm này nè. Chà nhầy hơi khó chơi vậy. Coi nó quay con nào của mình. À, rồi ra được con rồng gồng được một lần đây. Rồi đây bao nhiêu bán. Cũng may là dạo đây bữa nay anh không chơi báo quan tài nữa đó. À con này chuyên gọi quái hệ nước ra nè. Rồi ô, mất con kiến rồi. Dẹo tại giờ không có lá trap nào ở đây hết. Từ trước ra trap nhiều quá lần này nó không ra. Rồi 700, anh thí gần hết máu của mình rồi. Rồi mất con kiến thì thôi, nói chung là con này thì nó mạnh mà bắn đối phương rất được rút bài. Ảnh chơi vậy thì ảnh được rút bài thôi. Rồi, cũng hay. Con rồng này nó có chiêu này hay nè. Rồi một phát kéo hết máu anh luôn. Ảnh giữ cái lá này nãy giờ ảnh chặn được cái thế công của mình. Nhưng mà càng lúc ảnh càng hết máu các bạn, cái chiêu này không duy trì lâu được. Rồi thôi cho em một con mới đi em. Thằng này á. Rồi cái này mình chưa thấy nó bao giờ mà mình lấy được rồi à. Shinato à, giống như phép của Nhật, phép thuật gì đó của Nhật ấy. À lại liên quan tới cái Retour nữa hả. Bạn nào biết xài lá này chỉ cho mình nha, chứ mình nhìn đó mình không hiểu gì hết trơn á. Còn con này là con Goblin mà lai với con quả. Trời ơi. Được Win Beast. Rồi cũng được đi. Năm sau là thấy dở rồi, năm sau mà dày thôi không có đất dụng võ các bạn. Lá này để sưu tập thôi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.